Cửa hàng Mino xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video ngày hôm nay thứ hai đầu tuần ngày 26 tháng 10, em trân trọng được giới thiệu cũng như quảng bá cho toàn thể anh em một mẫu đẩy có thể nói là bền, khỏe. Và đây là phiên bản nâng cấp hơn hẳn so với những phiên bản trước đó mà Hiếu Minh review để giới thiệu đến toàn thể anh em. Đó là mẫu BWK 12 Pro. Báo cáo ấy thì trên thị trường thì có đối dòng BWK này thì có rất nhiều nhiều cái tên và nhiều dòng K8, K10, K10 Pro, K12. Nhưng về cơ bản thì nó sự sửa nhau. Đối với phiên bản này nó nâng cấp hơn hẳn. Thứ nhất là vần sò và nguồn đồng nó lớn hơn và trọng lượng lớn hơn các bác nhá. Các bạn lưu ý này. Mỗi những con đẩy thông thường trên thị trường nó cũng có bán kính nguồn đồng như 2 3 cm bên Hiếu Minh đang nói đây, nhưng nó thấp hơn này nhá, thấp hơn. Còn bên Hiếu Minh đây con đẩy nguồn đồng bằng lắp. Trọng lượng lớn hơn hẳn đó nghe. Tổng hộp của nó là 34 kg, máy không là 30 kg. Còn những con đẩy thông thường trên thị trường chỉ 28 kg, em lưu ý các bác nhé. Nó nhẹ hơn đến 2 kg nguồn đồng. Đấy em nói luôn. Và đối với phiên bản này nó là phiên bản có thể nói là phiên bản chính hãng được vì nó là sản phẩm hàng nội địa Trung Quốc. Còn những phiên bản như K10 Pro bên Hiếu Minh trước đó bán cho các bác là những phiên bản hàng loại 1 các bác ạ. Hàng loại 1. Thì số lượng như biết thì nói đến đẩy mới bên Hiếu Minh luôn về số lượng cho anh em. Anh em vừa mới dỡ ra nhưng mà cũng cất đỡ rồi. Tổng em về là 70 chiếc K12 Pro này. Hàng nâng cấp hơn hẳn bác nhá. Cái sắt này rồi. Đây. Điều em sẽ review nội thất rồi cân trọng lượng anh em xem. Thứ nhất đằng trước của nó mặt em vẫn kết cái mặt màu đen này hơn vì nó dễ phối ghép bộ dàn và cũng rất là khỏe khoắn bác nhá. Cái trước con K10 Pro thì nó con suất nội đuối hơn chút thì nó sử dụng mặt màu trắng và đây nút nguồn hàng nội địa sẽ bên tay phải. Phiên bản K12 Pro 4 kênh, mỗi kênh cho ra 900W một kênh. Đây là đủ 900 bác nhá. Còn đối những con đẩy trên thị trường anh em cứ hay phải là nguồn lớn này nhưng chỉ đo bằng cái tay thôi. Và cái thứ hai nữa là nguồn nó nhỏ, vừa rơi khoảng 20 nên là nó chỉ ra đặt khoảng 800W thôi bác nhá. Còn đối với đây nguồn lớn bằng lắp luôn bác nhỉ, thưa bằng lắp bác nhá thì nó mới lắp như vậy. Thì lấy anh cái thước ở đây thước rồi đo cho anh với. Đấy cái nguồn này bán kính nó rơi gần 2-3 cm bác lưu ý nhá, gần gọi là xít soát 2-3 cm bác nhá, chưa nguồn cực kỳ khủng ngầu. Đo thực tế cho anh em xem. Và số lượng sò của nó sử dụng là 72 sò. Đây một dãy bù áp bác nhìn chất không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 là 18 là 36, 36 với 36 là 72 sò. Đấy. Đối dòng sò này thì nó chạy bằng tiếng nó rất là sáng sạch. Và cái thứ hai nữa là các bác để ý những con đẩy xịn sò. Những con đẩy nội địa thì bao giờ linh kiện nó nhìn nó chất, nó rõ ràng mạch lạc, nó trở thẳng tắp một đường. Thẳng tắp nhá. Vỉ nhôm nó khác hẳn luôn nhá. Bay phay nhôm đàn nhiên này, sạch sẽ, có re bắt đốc để đảo vế. Vỉ là vỉ sử dụng vỉ màu đen. Nó sử dụng như con chất chất như còn như con PS này hay những con AP đều là vỉ đen hết. Đấy, của Tân Cường. Tụ của nó sử dụng tụ lọc với 15.000 mi và 80V bác nhá. Các bác đi nhé, tụ. Và tụ nó nhìn nó sắc nét, nó không bị dại. Đó là cái gì mà Hiếu Minh giới thiệu các bác. Với công suất 900W một kênh, các bác có đánh cho em giã cho em cứ một kênh là một cặp 30 thôi nhá. Một cặp 30 đơn một kênh, thoải mái luôn. Con này đánh bền bỉ. Đối phiên bản K12 vì nó là hàng có thể nói hàng chính hãng được vì nó sử dụng tất cả các thông số nó đầy đủ từ BWK12 Pro. Mã nguồn nó K12 nhé, mã nguồn K12 này nó không phải như sản phẩm gia công, nó in không rõ ràng và linh kiện nó mờ nhạt hơn. Sử dụng dây nguồn liền các bác nhá. Và đây em đã cân tổng trọng lượng một chiếc, các bác cùng xem này. Tổng trọng lượng nguyên hộp của nó là 34 kg bác nhá, lẻ mất một lạng hai lạng không tính, một lạng không tính gì. 34 kg. Tiền nhấc ra, nhấc hẳn con đẩy ra, nhấc con đẩy lên cho anh thôi, bỏ hộp. Em lấy hàng nguyên đai luôn cho anh em luôn. Xốp này. Đây con đẩy lên. Con đẩy dài lắm các bạn, dài hơn. Từ nhá. Đây. Bên trong bác nhìn này, hàng công ty nhá. Nó khác với những con đẩy khác. Trước đó em đang bán những con đẩy như K10 Pro, nó là hàng loại 1 thôi. Em nói rất rõ nhá.
1 thôi, hay anh em bán trên những thị trường những con đẩy BFK 12 thông thường nó chỉ hàng loại 1 thôi. Còn em hàng nội địa bác nhìn này thì quyển sách nó cũng ghi rõ thông số nhá. BFK 12 Pro. BFK Pro. Hàng sản xuất Trung Quốc. Đây chỉ chi tiết cho anh em từng cái sách, từng cái thông số một rất rõ ràng. Đó. Chưa? Cầu ra này. Chưa? Hướng dẫn rất chi tiết luôn. Đây. Model K12 Pro. Công suất 900W một kênh. Ở độ trở 8 ohm các anh nhá. Lưu ý cho em. Ở 4 ohm là 1350W, độ trở 4 ohm. 2 ohm thì chẳng ai đánh 2 ohm gì cả. Bác nhìn thấy chưa? Trọng lượng 34 kg, size 2U. Chuẩn đến mức chuẩn từng đến từng cái quyển sách đây này. Trọng lượng ngoài luôn. Hàng công ty bao giờ nó sẽ khác chất hơn nhiều. Nhìn linh kiện thôi đã chất rồi. Nguồn bằng lắp chứ không phải nguồn thụt đi bác nhá. Được chưa? Bảo bảo anh này, nhấc cho anh con đẩy lên đây. Đấy. Mỗi mẫu là sắp có thể là mẫu giá trong tầm tiền cho anh em đến chơi này. Hàng xịn sò. Ui dồi. Thấy nhá. 30 gọi là 30 kg, một lạng hai lạng thì thôi bác nhá. 30 kg này. Và cái thứ hai nữa là đối với con đẩy thông thường trên thị trường nó chỉ 28 kg thôi. Các bác lưu ý này. Các bác cứ cân lên cho em. Cân lên cho em nhá. Cứ cân lên cho em. Để con đẩy chất nó khác hẳn luôn. Thì một trong video em review trong mẫu đẩy hôm nay em về hàng, anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên cảng mình qua hai số điện thoại đây, mẫu đẩy mới nhất. Cái mức giá báo luôn trong video giá 7 triệu đồng trên một chiếc, giá trên tại cửa hàng. Nói thật sự bác là giá rất là êm rồi, anh em có nhu cầu thì liên hệ nhé. Xin chào, chào tạm biệt tất cả bác, một con đẩy chất lượng, xịn sò. Hàng nội địa Trung Quốc, nếu biết thì hàng nội địa Trung Quốc nó phải như thế nào, đã biết là rồi. Nhất là thị trường âm thanh bây giờ mua hàng nội địa Trung Quốc thì quá là ngon rồi các bạn. Những con đẩy nội địa này chất xịn. Và xin chân ái chào tạm biệt.